Đừng bỏ qua cơ hội của bạn nếu bạn là một trong 4 con giáp trúng lớn vào 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật sắp tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mơ về một trong những cái vận may bất ngờ, những cơ hội đổi đời không tưởng, đặc biệt là khi tài chính của mỗi người có thể bất ngờ được thăng hoa, mở ra cái cánh cửa mới cho cái sự thịnh vượng. Và theo các chuyên gia phong thủy, tử vi, trong 2 ngày tới, thứ Bảy Chủ nhật sắp tới đây, sẽ có 4 con giáp đặc biệt được dự báo là sẽ gặp cái vận may lớn trong vấn đề về tài chính, thậm chí là có thể trúng số đổi đời. Liệu quý vị có nằm trong danh sách những con giáp may mắn này hay không? Hãy cùng Tử Thông khám phá những cái điều thú vị trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé. Thưa quý vị, 2 ngày cuối tuần không phải là những cái ngày bình thường. 2 ngày cuối tuần trong thời gian tháng 10 âm lịch đây ý, nó cũng sẽ được xem là cái thời điểm đặc biệt, nơi mà các yếu tố thiên can địa chi ngũ hành và nó đang kết hợp, nó tạo ra một cái dòng năng lượng mạnh mẽ. Chính cái sự tương tác này sẽ ảnh hưởng đến cái số mệnh của một số con giáp nhất định, đem lại cho họ những cơ hội bất ngờ và may mắn vượt qua những cái khó khăn và đạt được những cái thành công ngoài sức tưởng tượng. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi ngày đều mang lại cái nguồn năng lượng đặc biệt. Riêng với 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật sắp tới đây, có cái sự kết hợp hài hòa giữa thiên can địa chi cùng với các yếu tố của ngũ hành, nó đang đồng thuận và gia tăng thêm cái sức mạnh. Chính cái điều này cũng tạo nên cái dòng năng lượng mạnh mẽ, tích cực lan tỏa, giúp mang đến những cái may mắn bất ngờ, đặc biệt là trong lĩnh vực về tài chính. Có thể nói đây là cái thời điểm mà những con giáp sẽ gặp được quý nhân, hoặc là thậm chí nhận được phước lành từ trời đất bao la. Tử Thông biết rằng quý vị đang rất háo hức muốn biết liệu xem mình có nằm trong những con giáp may mắn nhận được cái phước lộc trong 2 ngày cuối tuần sắp tới hay không. Quý vị hãy cùng Tử Thông theo dõi để khám phá tên của những con giáp và những cái gì mà số mệnh đã ưu ái cho họ, quý vị nhé. Thưa quý vị, có lẽ là không ít người trong số chúng ta cũng rất mong muốn được biết mình liệu có thuộc trong danh sách những con giáp may mắn này hay không. Vậy thì ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Quý vị thân mến, con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số và gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày sắp tới, đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Với cái sự nhanh nhẹn và tài lãnh đạo, những người tuổi Tý dễ dàng nắm bắt được cái cơ hội tài chính trong cái thời gian đặc biệt này. Những người tuổi Tý biết đến là những người mà thông minh, khéo léo và có tầm nhìn xa. Điều này đã giúp cho họ nhận biết cái cơ hội ngay khi mà nó xuất hiện. Vậy thì tại sao 2 ngày cuối tuần lại là cái thời điểm mà những người tuổi Tý gặp được nhiều cái thuận lợi và cái may mắn? Quý vị thân mến, những người tuổi Tý thuộc hành thủy. Vào 2 ngày cuối tuần đây ấy, thì cái sự kết hợp giữa các yếu tố nó mang lại cái sự thuận lợi, tạo ra cái dòng năng lượng dồi dào và mạnh mẽ. Chính cái sự cân bằng giữa các yếu tố phong thủy này nó cũng sẽ tạo ra cho những người tuổi Tý và giúp cho những người tuổi Tý tăng cường khả năng thu hút tài lộc. Các cụ ngày xưa có nói là gì? Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Yếu tố thủy là cái yếu tố mà thu cái tài lộc, cái may mắn. Và cái thời điểm này không chỉ là cái thời gian mà năng lượng của những người tuổi Tý ở cái thời điểm đỉnh cao, mà còn là lúc các yếu tố thiên thời địa lợi nó cùng hợp nhất để mang lại may mắn, cái vận may lớn cho những người tuổi Tý. Đặc biệt trong 2 ngày tới đây được xem là cái thời điểm mà cái dòng năng lượng của những người tuổi Tý mạnh mẽ nhất. Những người tuổi Tý nên chú trọng vào 2 ngày này, vì đây là lúc mà các cơ hội về tài chính, đặc biệt là cái vận may bất ngờ như là trúng số hoặc là cái cơ hội kinh doanh nó mở rộng ra trước mắt, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ là cái sự ngẫu nhiên mà là sự kết hợp giữa cái sự tương tác của ngũ hành và thiên can địa chi trong phong thủy. Và Tử Thông xin kể một câu chuyện về một vị khách hàng tên là anh Vinh, một người tuổi Tý. Anh Vinh làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng trong công việc của mình. Trong thời gian trước ấy, anh đã từng rủ bạn bè thử vận may bằng cách mua một tờ vé số chơi. Ban đầu thì anh không để tâm đến cái chuyện này, bởi anh cho rằng cuộc sống chỉ là dựa vào cái sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên ấy, một người bạn của anh đã nói vui, đúng là trời thương cho người chăm chỉ, vận may đến đúng lúc thật. Người bạn ấy không ngờ câu nói đùa của mình lại trở thành cái sự thật. Và vào cái cuối tuần vừa rồi ấy, anh Vinh đã kiểm tra tờ vé số và vô cùng bất ngờ khi phát hiện mình đã trúng một khoản tiền nhỏ. Dù không phải là số tiền khổng lồ, nhưng mà cái điều này đã mang lại cho anh cái sự khích lệ về niềm tin rằng cái vận may có thể đến với bất kỳ ai. vào cái thời điểm không ngờ tới nhất. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Yến Vinh thì đây cũng là một cái minh chứng cho thấy đôi khi ấy, những cái nỗ lực và cái tinh thần lạc quan cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc thu hút cái vận may. Anh Vinh không chỉ trúng số mà còn nhận ra rằng cuộc sống không chỉ dựa vào cái sự nỗ lực mà còn có những lúc cần đến một chút cái may mắn nữa. Như vậy ấy, nếu như mà các bạn là những người tuổi Tý thì hãy chú ý thử vận may của mình vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật sắp tới đây. Đôi khi ấy, một chút can đảm và cái niềm tin vào những điều tốt đẹp có thể mang đến những điều bất ngờ. Quý vị hãy lắng nghe trái tim và tận dụng cái thời cơ. Biết đâu cái vận may sẽ mỉm cười với bạn như là cách mà anh Vinh đã nhận được. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, trong thời gian tới thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, sau tuổi Tý thì vẫn còn những con giáp khác có cơ hội đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật. Quý vị hãy cùng Tử Thông khám phá xem liệu mình có nằm trong danh sách những con giáp này hay không quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Quý vị thân mến, con giáp có khả năng trúng số và gặp được nhiều may mắn trong thời gian cuối tuần này đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão thì được biết đến với cái khả năng nhạy bén và cẩn thận. Chính cái điều này đã giúp cho họ dễ dàng nhìn thấy cơ hội. Người tuổi Mão không chỉ có sự tỉ mỉ trong các hành động mà còn luôn đánh giá cẩn trọng mọi tình huống, giúp họ đưa ra những cái quyết định chính xác vào cái thời điểm quan trọng. Thưa quý vị, theo quan niệm phong thủy thì những người tuổi Mão thuộc hành mộc. Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật sắp tới thì các yếu tố thiên can địa chi cũng sẽ tương hợp một cách là hoàn hảo với những người mệnh mộc của Mão. Cái điều này nó không chỉ mang lại cái sự ổn định và cân bằng trong cái cảm xúc mà còn giúp cho họ thu hút được những cơ hội về tài chính đáng giá. Cụ thể hơn, vào ngày Chủ nhật thứ Bảy thì cái dòng năng lượng mộc này nó sẽ hỗ trợ mạnh mẽ từ các yếu tố phong thủy, giúp cho những người tuổi Mão dễ dàng đón nhận được cái vận may bất ngờ. Đây là cái thời điểm mà họ có thể tận dụng để mà thử vận may trong các cơ hội về tài chính như là đầu tư hoặc thậm chí là thử mua một vài tờ vé số. Cái sự tương hợp của hành mộc với các yếu tố trong phong thủy ấy, vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mão tăng thêm sự nhạy bén, từ đó mở ra nhiều cái cơ hội thành công. Để minh chứng cho sự may mắn của những người tuổi Mão trong ngày Chủ nhật ấy, thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức câu chuyện của một vị khách hàng của Tử Thông, đó là chị Lan. Chị Lan là một người tuổi Mão luôn tỉ mỉ và kiên nhẫn trong công việc. Chị cũng không thường xuyên tham gia các trò may rủi, nhưng vào ngày Chủ nhật tuần vừa rồi ấy, thì chị đã quyết định thử cái vận may bằng mua một tờ vé số. Ban đầu thì chị cũng không nghĩ rằng đó là một cái trải nghiệm vui vẻ và cũng không mong đợi quá nhiều. Thế nhưng vào buổi tối Chủ nhật, khi kiểm tra lại và chị bất ngờ khi biết rằng mình đã trúng một giải thưởng nhỏ. Mặc dù số tiền không quá lớn nhưng đó cũng là một cái dấu hiệu may mắn mang lại cái niềm vui cho chị Lan. Và Lan đã chia sẻ với Tử Thông là mình thấy rất là may mắn, như thể là vũ trụ đang mỉm cười với mình vào ngày Chủ nhật ấy. Thưa quý vị, cái câu chuyện của chị Lan là một cái ví dụ rõ ràng về cái sự may mắn và những người tuổi Mão có thể nhận được vào ngày Chủ nhật. Nếu như mà các bạn là những người tuổi Mão thì hãy đừng từ bỏ những cái cơ hội tuyệt vời này, tận dụng cái sự tương hợp giữa các yếu tố phong thủy và cái vận mệnh. Các bạn có thể thử vận may của mình trong lĩnh vực tài chính vào ngày Chủ nhật này quý vị nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, tiếp theo Tử Thông sẽ giới thiệu thêm một con giáp nữa trong danh sách những con giáp có khả năng may mắn trong 2 ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi để xem liệu mình có nằm trong cái con giáp may mắn trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, từ ngày mùng 2 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch không quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ là con giáp thứ ba có cơ hội nhận được lộc trời ban vào thời điểm cuối tuần này. Với cái bản lĩnh và cái tinh thần lạc quan, những người tuổi Ngọ luôn biết cách chinh phục những cái thử thách, Những người tuổi Ngọ không chỉ tự tin mà còn sở hữu cái sự nhạy bén trong công việc, trong việc đối phó với những khó khăn. Điều này nó giúp cho họ dễ dàng tìm ra cái lối thoát và tận dụng tốt những cơ hội trong cuộc sống. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ thuộc hành hỏa và trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật sắp tới đây thì các yếu tố phong thủy sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho những người tuổi Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, cái hành hỏa nó tượng trưng cho sự nhiệt huyết, cho sức mạnh và cái sự bùng nổ. Vào thứ Bảy, Chủ nhật này thì ngũ hành cũng sẽ tạo ra cái sự tương hợp hài hòa với những người tuổi Ngọ mệnh hỏa, giúp cho những người tuổi Ngọ kích hoạt cái vận khí tốt và tăng cường cái năng lượng tích cực. Nhờ cái sự tương sinh này mà những người tuổi Ngọ sẽ có một cái dòng năng lượng mạnh mẽ bao quanh, giúp cho họ tự tin hơn trong cái việc quyết định và hành động. Đây là thời điểm mà những người tuổi Ngọ nên dũng cảm thử sức với các cơ hội mới, hoặc là thậm chí thử vận may với một vài trò chơi may rủi như là mua vé số. Tử Thông xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện của một vị khách hàng tên là Hương. Một người tuổi Ngọ, Hương luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Một lần trong ngày thứ Bảy, cô đã quyết định là thử vận may vào siêu thị mua hàng để giải tỏa stress, đúng không ạ? Và cô cũng đã nhận được những cái phần thưởng bất ngờ. Hương đã được thưởng một chiếc xe đó khi mà mua một thùng mì tôm. Vậy nên là sau khi nhận được cái vận may đó thì cô đã vô cùng bất ngờ và đã tâm sự với Tử Thông. Như quý vị biết rồi đấy, cái điều bất ngờ nó đến và cô cũng đã nhận được cái vận may không ngờ mà ít ai có được. Và cô cảm giác rất là hạnh phúc và may mắn, khiến cho cô tươi cười nói rằng đôi khi chỉ cần giữ cái tinh thần tích cực, may mắn cũng sẽ tự tìm đến. Thưa quý vị, như vậy nếu như mà bạn là những người tuổi Ngọ thì hãy lưu ý không thể bỏ lỡ cái cơ hội vào trong thời gian ngày thứ Bảy, Chủ nhật tuần này quý vị nhé. Quý vị đừng quên rằng đôi khi cái sự lạc quan và bản lĩnh chính là cái yếu tố then chốt cho cái vận may nó tìm đến với mình. Chỉ cần các bạn tin tưởng vào hành động, cái vận khí tốt nó sẽ mỉm cười với những ai mà biết nắm bắt cái cơ hội. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tử Thông sẽ tiếp tục tiết lộ cùng quý vị con giáp cuối cùng trong danh sách. Quý vị hãy chờ đón xem và khám phá xem đó là con giáp nào quý vị nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những chú rồng, những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nằm trong top danh sách những con giáp cuối cùng may mắn. Nói chung những người tuổi Thìn cũng với cái sức mạnh mẽ và cái sự kiên định thì tuổi Thìn thường dễ dàng nhận cái cơ hội và nắm bắt nhanh chóng cái thời cơ. Được biết đến với cái tinh thần không ngại khó khăn và cái quyết tâm cao, những người tuổi Thìn luôn đặt cái mục tiêu và phấn đấu để đạt được cái sự thành công. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn thuộc hành thổ và vào trong 2 ngày tới đây các yếu tố phong thủy sẽ được đặc biệt thuận lợi cho những người tuổi Thìn. Trong phong thủy, cái hành thổ nó đại diện cho cái sự ổn định và vững chắc và cái sức mạnh nội tại. Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa cũng sẽ tương hợp mạnh mẽ với những người mệnh thổ, giúp cho những người tuổi Thìn có thể dễ dàng thu hút được cái tài lộc và gia tăng cái vận may. Những cái sự kết hợp này nó không chỉ giúp cho những người tuổi Thìn tăng cường cái năng lượng tích cực mà còn tạo ra một cái nền tảng vững chắc để cho họ đạt được những cái mục tiêu và những cái dự định của mình. Và ngày Chủ nhật sẽ là một cái thời điểm mà dòng chảy của cái năng lượng thổ nó được tăng cường, giúp cho những người tuổi Thìn có khả năng phát huy tối đa và nhận ra được những cơ hội trời cho đến với mình. Để nói về những người tuổi Thìn thì Tử Thông cũng xin kể một câu chuyện của anh Quang, một người tuổi Thìn. Anh Quang là một người kiên định, có tầm nhìn rõ ràng về cái mục tiêu của mình. Trong một lần vào ngày Chủ nhật trước đó thì anh đã quyết định thử cái vận may bằng cách mua một tờ vé số. Thì ban đầu anh cũng nghĩ cái điều này, nhưng mà với cái sự kiên định và cái tinh thần lạc quan, anh đã chọn mua một vài tờ với một cái niềm tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Và quả thật không sai, đúng như vậy. Vào buổi tối Chủ nhật thì anh kiểm tra, anh Quang đã phát hiện mình đã trúng thưởng không chỉ là một số tiền nhỏ mà là một cái số tiền khá lớn. Mà anh còn nhận ra rằng cái sự tự tin và mạnh mẽ đã mang lại cho anh cái vận may bất ngờ. Anh Quang đã kể rằng mọi việc diễn ra thật là suôn sẻ, mình cảm thấy là như là cái vận may đã gọi tên mình. Như vậy nếu bạn là những người tuổi Thìn thì hãy mạnh dạn thử cái vận may vào ngày Chủ nhật tới đây nhé. Không chỉ là mua vé số mà trong công việc, trong các kế hoạch kinh doanh, trong chuyện đầu tư thì quý vị cũng nên mạnh dạn để có được cái sự thuận lợi cho mình. Đôi khi chỉ cần một chút can đảm và cái niềm tin vào vận mệnh, những cái điều bất ngờ và tốt đẹp sẽ đến với chính các bạn. Chúc những người tuổi Thìn luôn gặp được nhiều cái phước lành và có những cơ hội thăng hoa trong thời gian tới. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn dễ có cơ hội đổi đời giàu sang trong cái 2 ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật từ ngày mùng 2 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Và trong 2 ngày tới chúng ta sẽ có 4 con giáp dễ có cơ hội đổi đời giàu sang, đó là những tuổi sau: 1 tuổi Tý, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Ngọ và 4 là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã khám phá về 4 con giáp đặc biệt có khả năng gặp vận may lớn trong cái thời gian cuối tuần này. Đó chính là những người tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Thì đây là những con giáp được dự báo sẽ nhận được cái sự bảo trợ từ các yếu tố thiên thời địa lợi. Nó đang tạo ra cái sự kết hợp hoàn hảo trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật sắp tới. Những yếu tố thiên can, địa chi và ngũ hành trong thời gian này nó đồng thuận để mang lại những cái cơ hội tài lộc không thể bỏ qua. Thưa quý vị, cuộc sống thì cái cơ hội nó thường đến vào những cái thời điểm mà chúng ta ít ngờ tới nhất. Do đó, biết nắm bắt cái cơ hội và mạnh dạn thử cái vận may là một trong những cái cách để thu hút cái thành công và tài lộc. Đối với 4 con giáp may mắn này thì đây không chỉ là cái thời điểm thuận lợi mà còn là lời nhắc nhở về cái tầm quan trọng của niềm tin và cái sự lạc quan. Khi các yếu tố phong thủy nó đang ủng hộ, quý vị hãy tận dụng cái thời gian này để đạt được những cái thành tựu bất ngờ quý vị nhé. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị hãy mạnh dạn đón nhận những cái cơ hội, tin tưởng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Đôi khi chỉ cần một chút lạc quan và dám thử sức, cái vận may có thể bất ngờ nó đến vào cái lúc không ngờ tới nhất. Đặc biệt nếu quý vị nằm trong các con giáp là tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Ngọ hoặc là tuổi Thìn thì đừng bỏ lỡ cái vận may này để giúp cho mình có cơ hội đổi đời giàu sang quý vị nhé. Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.